Shopee.com luôn đi đầu về chất lượng với hàng ngàn click giá rẻ. Lạp thẻ hoàn toàn không bị trừ chiết khấu 10k, anh em nhận 10k. Dịch vụ tìm đồ nhanh nhất, giá rẻ. Dịch vụ làm đệm rẻ nhất, vòng quay vàng chỉ với 10k, rẻ nhất thị trường với hàng ngàn random. Phần quà hấp dẫn khi anh em ở top lạp thẻ. Hey nhớ, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Vi Minh đây. Thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm về em Vi Minh ở bên server 1 nha anh em. Đó. Thì hiện tại bây giờ mình còn khoảng 45.000 ngọc với server 1 anh em ạ. Bán thì chả ai mua. Tại mình đang bán x6.5 với server 1, với server 2 cũng x6.5 anh em nhé. Đó, giá tốt vậy nhưng mà cũng chả ai mua. Chắc mọi người nghĩ là mình bán không phải tự động cho nên họ không mua thì thôi. Đó, nếu anh em mà mua thì có thể liên hệ qua Zalo 0364402943 nhé. Hiện tại mình cũng có nhập ạc đây. Nếu anh em là bán hoặc là mua ngọc thì có thể liên hệ qua nhé. Đấy, thì toàn bộ là như vậy anh em ạ. Còn mua ngọc qua vé thì có khả năng là x nó sẽ thấp hơn một chút, nhưng mà được cái là anh em sẽ nhận 100% giá trị ngọc anh em nhé. Ok, rồi, và trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ thử bán ngọc để lấy vàng anh em nhé. Đó, bán ngọc để lấy vàng thì mình sẽ bán bằng đâu nhỉ? Đây, mình có cái găng ký gửi ngọc này. Mình sẽ bán ngọc bằng ký gửi nhé, chứ vé thì mình sẽ để sau đi. Ok, rồi, và đúng rồi, đây mình có cái hộp quà này. Hôm qua thì mở được cái avatar này, thì hôm nay không biết được cái gì đây. Sao được bùa bao giờ thì xác định. Ui giời, đúng 3 giờ thật anh em ạ. Đấy, úp x2 thì tuyệt vời luôn. Ok, vậy là bây giờ mình sẽ gọi là qua bên siêu thị nhá. Mình qua bên siêu thị để mình chat thế giới xem có ai mua ngọc không. Thì mình sẽ bán ngọc, không biết là bây giờ giá ngọc là x bao nhiêu đây. Thấy một số bạn là x1.5 hay là 1 chấm mấy đấy. Thì mình sẽ bán ngọc với x1.7 anh em nhé. Thì có nghĩa là 100 triệu sẽ được 170 ngọc anh em ạ. Rồi cho 1.8 đi cho đẹp anh em nhé. Ôi, hát xỉa. Ok. Ây thật, đùa nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ coi một cái khu nào ít người đi, vắng một xíu. Đây, khu 36 anh em nhé. Khu 36 mình sẽ chat thế giới nhé. Siêu thị khu 36 100 triệu bằng 170 ngọc, ai mua qua nè. Full luôn anh em ạ. Full thêm mình chat lại đi. Siêu thị khu 36 100 triệu bằng bao nhiêu nhỉ? 170 ngọc đúng không? 170 ngọc, ai mua qua nè. 180 chứ, 180, quên. Sorry anh em nhé, 180 thì phải ghi này. Ngọc, ai mua qua nè, đó. Ok, mình sẽ sao chép lại này. Đây, sao chép lại nha. Chọn tất cả này, xong rồi bấm sao chép, xong rồi bấm xong. Đấy, nó vẫn không được đây. À được rồi này, 453 này, mình sẽ chat hai tin em nhé. Chat hai tin cho nhiều một xíu. Vẫn 453 em ạ. Khi nào số ngọc nó giảm xuống ấy, thì được rồi, mình chat được hai tin trên kênh thế giới rồi. Ok, vậy là bây giờ mình sẽ ngồi đây mình đợi để xem những anh em nào qua mua ngọc của mình nhá. Đó, thì không biết một YouTuber, nói chung là YouTuber hết thời bán ngọc, không biết có ai mua không, đổi ngọc thành vàng đấy. Đó, hiện tại vàng BC1 mình cũng sắp hết rồi. Đó, thì số vàng cũng sắp hết rồi, thì mình bán này cũng được, cũng hay hay đấy anh em ạ. Ok, anh em đợi mình xíu nhá, đợi xem anh em có đến không. Ok các bạn ơi, vậy là tin nhắn của mình nó đã xuất hiện ở trên kênh thế giới và có một số bạn đã đến để tìm mình để mua ngọc rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ xem có những ai mua ngọc của mình nhá. Ok, đầu tiên là có một bạn có tên là Duy Bá Đạo 111 này. Không biết là mua bao nhiêu đây. Thì lần này mình bán ngọc qua cái này thì mình sẽ gọi là 1689 này, từ từ. Thì ai mua bao nhiêu mình cũng bán anh em nhá. Đó, rất là nhiều luôn, thực sự là ngọc bây giờ mình rất là nhiều. Đó, bán chất luôn anh em ạ, bán phá giá một xíu. Gọi là mình bán gọi là cũng được đấy, chuẩn luôn. Đó, bán gọi là vừa bán cho anh em vừa
có một chút cái gì đó là cho anh em có ngọc để úp sự kiện đấy. Admin đã cho cái sự kiện đấy đấy, admin cho cái sự kiện X2 đền bù cho anh em đấy. Đó, rất là tuyệt vời luôn đúng không? Đấy, tiện nhân lúc này thì mình bán ngọc giá tốt cho anh em luôn. Ok, 1689 đúng không? Rồi, 180 ngọc. Mình không có thấy là bán này. Ký chưa? Không thấy ký luôn. Wow, rất là nhiều anh em đến mua này. Khu 36 biết có đông full chưa? Khu 36 bây giờ có 7 người rồi anh em ạ. 7 người nhá. Rất là nhiều luôn. Rất là nhiều luôn. Đó, còn một thanh niên đến bán ké 1.9 nữa ạ. Rồi xem thanh niên nào bán ké 1.9. Nhóc cùi gì đấy. Không biết phải bán ké không nhỉ. Tiếp 100 triệu nữa đồ. Hay cả nồi. Lấy luôn đồ ký của em ạ. 1689. Ok. Rồi quất luôn anh em nhá. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến với một thanh niên có tên là Nhóc Cùi Bếp, với số sức mạnh là 46 tỷ mua 100 triệu vàng. Ok. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ bán thêm à, ok. Rồi ký. Rồi 180 nhá. Cứ 100 triệu này. Đó, rất là nhiều vàng em ạ. Cực là nhiều luôn. Ok. 1.8. Bổ quá, bỏ quá. 80 bạn ơi, 80. Đó, idol mặc đồ rất là cùi mía luôn anh em ơi. Ok, rồi. Chúng ta sẽ đến với một cái găng 1689 đúng không? 869. Đông luôn anh em ạ. Chất luôn. Bán ngọc nó phải như thế, đấy 1689. Ok. Rồi. Liên tục là những pha combat từ đến từ những anh em bán ngọc, mua ngọc các thứ luôn. Đó, hê hê. Ok. Ồ, rất là nhiều người mua ngọc của mình luôn này. Ồ, xịn luôn anh em ơi, xịn luôn. Nhiều người mua quá. Sướng quá. Ok. Khóa luôn anh em ơi. Lẽ giờ được 3 slot rồi, mỗi slot 100 triệu. Thì 360 ngọc thì đấy. Cũng được đúng không anh em? Xịn không? Xịn luôn. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Là mình bây giờ được hơn 1 tỷ vàng rồi. Lời vãi nồi. Bán ngọc này kéo 46.000 ngọc của mình, không biết là được bao nhiêu vàng nhỉ. 46.000 ngọc hiện tại bây giờ ấy, chia cho 46.000 ngọc chắc cũng bán được nhiều vàng đấy. Xịn luôn anh em ạ. Em mua 1 tỷ luôn. 1 tỷ được bao nhiêu ngọc? 1 tỷ được khoảng 1.800 ngọc à? Hơn ước rồng còn gì? Đang gọi là mình bán này hơn giá ước rồng một xíu, tầm ngang giá ước rồng thôi, cũng gọi là không lời lắm, nhưng mà thôi bán hỗ trợ anh em. Đó. Nhìn anh em cứ quất 100 triệu phát luôn, xịn luôn anh em ạ, phê vãi. Anh em nào mà có mua ngọc bằng thẻ đây, mình bán giá 6.5 anh em nhá, 6.5 nhá. Đó, một quả ví thì nó xịn hơn. Một quả ví nó xịn hơn nhiều anh em ạ. Một quả ví cũng phải được X8 ấy, X8, X9. Anh em không đủ chỗ chứa kìa. Xịn luôn, ok. Ok, có một thanh niên rất buồn này. Ngọc này ngon à. Xịn luôn. Ai đồ bán gắt quá. Quá xịn luôn. Không thể đùa được với mình được anh em ạ. Ngọc còn nhiều. Server 1, server 2 bây giờ mỗi server mình còn khoảng là mấy chục nghìn ngọc nữa. Nếu mà thanh lý, nếu mà kiểu mình, ví dụ như cần tiền quá thì có khả năng mình sẽ thanh lý thì cũng được tầm vài triệu. Ai đồ bán dậy, ai bán lại. Ôi biết được. Bán chơi. Tạo điều kiện hết mức cho anh em để anh em có ngọc để úp sự kiện đây mà. Ô mẹ. Bị ọp luôn này. Anh em đợi xíu nhá. Quay tiếp cho anh em xem. Chất luôn anh em ạ. Ok anh em nhá. Vừa lấy mình bị offline cho nên là mình lại anh em ạ. Mình quay lại khu ấy.
nhưng trường cũ khác, khu 44. Anh em mua rất là nhiều ngọc của mình luôn anh em ạ. Sướng vãi. Sướng. Thanh niên lần thứ 2 bán ngọc. Tính ra là lần thứ 2 mình bán ngọc bằng cái này đây. Mình bán ngọc bằng... À không, lần đầu tiên mình bán ngọc bằng ký. Còn lần đầu... À, ừ đúng rồi. Còn lần khác là mình bán ngọc qua vé. Hai lần nó hoàn toàn khác nhau anh em nhé. Bán ngọc bằng vé thì anh em sợ lừa đảo cao hơn. Còn bán ngọc bằng đồ ký này, ít ra cho dù nếu mà bị lừa đi chăng nữa thì anh em sẽ bị lừa ít hơn. Đấy, nó có hai loại như vậy. Nhưng mà được cái là bán ngọc qua ví kia nó xịn hơn. Bán ngọc qua cái vé tặng ngọc này thì nó xịn hơn nhiều. Đây, vẫn chưa tin của mình thì mình vừa mới chat xong, trong một xíu nữa thì có thôi, nó hiện lên thôi. Đó, công nhận chat khó thật, chat mãi mình lên được luôn ý. Anh em chat rất là nhiều. Anh em để ý cái số ngọc ở dưới nhá, nếu mà nó thấp xuống ý, thì có nghĩa là tin mình đã được lên rồi. Còn không, nếu mà không thì nó có thể là bị lag, không lên được, mệt vãi. Nhưng mà công nhận bán 44.000 ngọc này, bán chắc mình lúc đấy mình tính là bán lâu dài á, bán lâu dài anh em ơi, xịn luôn. Đó, một thanh niên qua mua rồi, tiếp tục rồi. Bán ngọc 100 triệu, 80 ngọc, siêu thị 44 xịn luôn. Đó, ok, chúng ta sẽ có một thanh niên nữa, 17 tỷ 9. Thanh niên này vừa giao dịch vừa nãy này, em lại qua mua tiếp này, không biết mua nhiều đây. Bán ngọc mua 200 triệu anh em ạ, 200 triệu ấy. Là phát 500 triệu thì hơi buốt nhỉ. Được, ok, 100 triệu nữa. Vậy là từ lấy đến giờ sơ là bán được 300 triệu rồi. 300 triệu vàng thì mất khoảng vài trăm ngọc đấy. Thì được 1 tỷ vàng thì được, thì mất 1.800 ngọc. Đấy, thì nó cứ xem tầm đấy. Ký chưa? Chưa thấy ký anh em ơi. Anh em nếu mà thích mình làm mấy cái clip mua bán kiểu này thì có thể liên hệ, có thể nhắn tin qua mình. Đó, mình có khá nhiều anh em ạ. Thần linh thì bây giờ mình có còn thần linh xịn rồi, mình không có đổi hay là làm gì, chỉ bán lấy hàng thôi. Đây, 689 đây. Ok, xịn luôn. Ok anh em nhá. 650 được bao nhiêu? 650 được khá nhiều đấy. 650 thì xung xuông là được nhiều đấy anh em ơi. Vì mình DZ rõ ràng mình đẹp trai nhất quả đất luôn anh em ạ. Đẹp trai luôn. Ok. Ghê, xịn luôn anh em ạ. Có clip không ạ? Không, mình làm gì có clip nào đâu, dám clip. Vì mình uy tín. Anh em mua đi. Ngọc xịn luôn, ngọc này Tết mình ấy mà anh em. Ngọc này là Tết mình ấy đấy. Tết mình nạp ấy. Mình nạp hơn chục triệu. 3 server hơn chục triệu anh em nhá. Để bán cho anh em. Nhưng mà có ai mua đâu. Thế cuối cùng lại quay cái clip bán qua vàng để cho anh em có ngọc úp sự kiện. Đấy. Người tính không trời tính em ơi. Ok. Hello anh. Ok, hello em nhá. Hello em. Ok, chúng ta sẽ đến với một thanh niên 22 tỷ sức mạnh. Rồi chúng ta sẽ khóa lại được ký. Không mua nhiều đây. Ok, tiếp tục lại là 100 triệu vàng. Ôi, lag luôn rồi. Nhầm. Đó, mặc cả trao ra đát và nhìn cho đỡ tếu anh em ạ. Chứ có cái quả đầu này. Đúng. Chán thật sự. Nhìn này, em nhìn này. Đấy, học thẻ và HP được bao nhiêu? 3 triệu 3 này. Ồ, không có item em ơi, không có item. Này, chơi với bạn này. Ai chà, kinh nhỉ. Kinh luôn anh em ơi. Bắn này. Ấy xời, tội gì. Anh em thấy được không? Được của nó luôn nhá. Ồ, đây, thanh niên chắc mua lốt slot này. Đây, lại lắc luôn rồi. Đậu
xanh. Xong lạc. Thanh niên đang nghĩ trong đầu, cái đậu xanh thằng Vi Minh này đang nhằng lừa đảo ai chứ, tính lừa đảo anh à. Đấy, giao dịch, người ta bảo là giao dịch quá tam ba bận rồi. Cũng nhiều đấy anh em ạ, khá là nhiều ấy, nhiều người mua ngọc của mình phết. Đây, mấy thanh niên như là lừa đảo anh em nhá. Mua ngọc anh. Ok, mình sẽ phải giao dịch cho thanh niên này đã. Phải giao dịch cho thanh niên Z này đã. Này, thanh niên này vừa lấy giao dịch cho mình 3 lần rồi. Mình đã giao dịch được cho thanh niên này đâu, đúng không? Ok, 100. Đúng rồi, 1.8 nhá. X1.8 anh em nhá. Giao dịch đây, ok. Rồi. Ok, mình sẽ khóa. Ok, 100 triệu. Lần này không được nữa thì chịu em ạ. Không được nữa thì chịu luôn đấy. Ok. Rồi, đến cửa hàng ký gửi xem này. Ui, nhiều anh em đến mua phết ơi. Tắt cái âm thanh đi. Ok. Đó, xịn luôn anh em ạ. Ngọc Tết mà, ngọc này không phải ngọc lậu anh em nhá. Ai, vì mình lại bán ngọc lậu thì chịu vậy. Xịn luôn anh em ạ, xịn luôn. Ok, gọi là có khá là nhiều anh em mua của mình rất là nhiều rồi. Ok, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình nhá. Đó, một thời gian nữa mà thiếu vàng thì mình có thể là mình sẽ bán ngọc kiểu này anh em nhá. Ok, thì cũng rất là mong anh em ủng hộ mình. Rồi, đây, thôi, clip mình sẽ tạm dừng đây thôi. Em xem clip của mình thấy hay, đừng tiếc một like, đừng đăng ký kênh nhá. Cảm ơn đã xem clip, bye bye anh em.